Bên trong căn cứ của tổ chức Hà Nội, hai tên Hà Nội cấp cao xuất hiện và nói chuyện với nhau. Người đàn ông là Faust, còn cô gái là Byra. Byra lúc này cũng đang cảm thấy lương tâm cắn rứt vì những gì họ đang làm. Nếu kế hoạch của tiến sĩ Kiyoshi được thực hiện, đây sẽ là tội ác lớn nhất trong lịch sử không gian mạng, đồng nghĩa với việc Varys sẽ gánh chịu một tội danh khổng lồ. Thì ra hai người này đã chăm sóc Varys từ nhỏ và xem hắn như em trai. Họ không nỡ nhìn thấy Varys phải chịu những tội danh như vậy. Để giảm bớt tội lỗi, họ phải đánh bại Playmaker, thu hồi Innis và tìm ra thế giới Cybers càng sớm càng tốt. Bên trong thế giới ảo, mấy tên Hà Nội đang đuổi theo một chú gấu xinh xẻo, rồi tự nhiên chú gấu biến thành cha nội cốt đột The Gore, ra là dính bẫy rồi. Lúc này, mọi người thắc mắc là Blue Angel sao không ra trận. Đúng là miệng đời ha, cứ ngồi không mà trách móc sao người khác không làm gì. Skye đang trên đường đi học thì gặp Emma, hai người ra bờ sông để nói chuyện. Emma tâm sự với Skye, giúp cô tìm lại được dũng khí và sự quyết đoán của bản thân. Trong thế giới ảo, Byra đang dọa dẫm hai tên phóng viên ếch vào bồ câu sợ tái đé để hỏi tung tích của Playmaker thì Blue Angel xuất hiện. Vậy là cô nàng đã quyết định tham chiến. Sau khi nói chuyện, thì ra Byra chính là người đã tạo ra con virus và Blue Angel chính là nạn nhân đầu tiên. Blue Angel càng có lý do để đánh bại Byra. Trận đấu bắt đầu. Blue Angel đi trước, kích hoạt môi trường Tristar Lightstay, lấy một Tristar trong bộ bài lên tay. Nếu được thêm lên tay, Lily Bell có thể tự triệu hồi ra sân, triệu hồi bình thường Tristar Nightshade. Blue Angel mở cổng triệu hồi Link, sử dụng hai quái thú Lily Bell và Nightshade làm nguyên liệu triệu hồi quái thú Link 2, Tristar Holy Angel. Hiệu ứng của Nightshade tự hồi sinh từ dưới mộ lên sân. Hiệu ứng của Holy Angel khi có quái thú triệu hồi vào khu vực mũi tên gây 200 thiệt hại cho đối phương. Hiệu ứng của môi trường Lightstay gây ra thêm 200 thiệt hại nữa. Blue Angel úp một lá lên sân, hết lượt. Lượt của Byra rút bài. Nếu trên sân có môi trường, triệu hồi đặc biệt Dark Mummy Prop, sau đó phá hủy môi trường. Triệu hồi bình thường Dark Mummy Prop khác lên sân, úp một lá xuống sân, kích hoạt ma pháp Temple of the Kings. Mỗi lượt một lần có thể kích hoạt 7 trong lượt được úp xuống. Byra kích hoạt 7 Current Corruption Virus, hiến tế một Dark Mummy Prop. Trong 3 lượt, quái thú có thủ dưới 2000 của Blue Angel sẽ mất hiệu ứng và công thành không. Hên là Holy Angel không có thủ nên không bị ảnh hưởng. Byra hiến tế Dark Mummy Prop còn lại, kích hoạt ma pháp Monster Restrict, triệu hồi ra 3 quái thú Dark Mummy Token, mở cổng triệu hồi Link, dùng 3 quái thú Token làm nguyên liệu triệu hồi quái thú Link 3, Dark Mummy Surgical Forceps. Surgical Forceps tấn công Holy Angel. Blue Angel kích hoạt 7 Tristar Perennial, gửi Tristar Nightshade xuống mộ. Holy Angel sẽ không bị tiêu diệt bởi chiến đấu, nhưng Blue Angel vẫn mất 400 điểm gốc. Blue Angel trở lại ván lướt sóng. Ngay lúc này, Yusaku đã vô tình dò được danh tính thực sự của Byra. Đó là một bác sĩ tên Clarissa Turner, cũng là bác sĩ của Skye lúc cô nàng bị hôn mê. Trở lại trận đấu, lừa của Blue Angel rút bài. Blue Angel triệu hồi thủ úp một quái thú. Hiệu ứng của Surgical Forceps tiêu diệt quái thú thủ úp. Blue Angel hết lượt, lượt của Byra rút bài. Mỗi khi rút được bài 7, Surgical Forceps kích hoạt hiệu ứng gây 500 thiệt hại cho Blue Angel. Byra kích hoạt skill Malevolent Malpractice, loại hai quái thú Dark Mummy Prop dưới mộ khỏi trận đấu, triệu hồi đặc biệt hai Dark Mummy Infuser ra sân. Hiệu ứng của Infuser khi nằm trong vùng mũi tên, Surgical Forceps sẽ không bị ảnh hưởng bởi bài 7. Hiệu ứng của Surgical Forceps tăng 600 công, Byra úp một lá xuống sân. Hiệu ứng của Temple of the Kings kích hoạt Root Ransom Virus, hiến tế Dark Mummy Infuser, quái thú Linh sẽ mất hiệu ứng, công trở về không. Holy Angel sẽ bị ảnh hưởng, còn Surgical Forceps thì không, vì nó có Infuser trong vùng mũi tên. Surgical Forceps tấn công Holy Angel. Hiệu ứng của Tristar Perennial, Holy Angel sẽ không bị tiêu diệt. Blue Angel vẫn phải nhận thiệt hại, chỉ còn lại đúng 100 điểm gốc. Blue Angel kích hoạt skill Tristar Trick, gửi Tristar Manrex xuống mộ. Byra phải rút 3 lá bài. Vào cuối lượt thì phải bỏ hết bài trên tay bằng số Tristar dưới mộ Blue Angel. Nhưng nếu Byra rút được 7 là Blue Angel thua, chơi liều vậy ta. Lá đầu tiên là một ma pháp, lá thứ hai là một quái thú, lá cuối cùng cũng là một ma pháp. Blue Angel không có trình độ nhưng được trời độ, hên ghê. Hiệu ứng của Manrex tự hồi sinh dưới mộ. Cuối lượt, 3 lá bài trên tay Byra bị loại bỏ. Lúc này, Yusaku đang tiến vào nhà riêng của Larissa Turner, cũng chính là Byra. Sau khi hack được mật khẩu, Yusaku tiến vào trong nhưng không thấy ai ở nhà. Trở lại với trận đấu, lượt của Blue Angel rút bài. Blue Angel triệu hồi Tristar Narcissus, hiệu ứng 7 vĩnh cửu, Narcissus giảm công thành không, mất hiệu ứng. Blue Angel mở cổng triệu hồi Link, sử dụng Narcissus, Manrex và Holy Angel làm nguyên liệu triệu hồi quái thú Link 4 đầu tiên của mình, Tristar Bella Madonna, không biết mạnh không nhưng mà nhìn ngon đó. Hiệu ứng của Manrex khi dùng làm nguyên liệu Link, tiêu diệt Infuser bên phần sân đối phương.
Sức công của Surgical Forceps trở lại là 2004. Vì mất infuser nên nó cũng bị ảnh hưởng bởi 7 virus, công thành không và mất hiệu ứng. Hiệu ứng của Bella Madonna không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng. Hiệu ứng thứ hai, đối phương nhận 200 thiệt hại cho mỗi Tristar dưới mộ, Bara còn lại 2.400 điểm gốc. Tristar Bella Madonna tấn công Dark Mummy Surgical Forceps, Bara thua cuộc. Blue Angel đã lật ngược thế cờ khi chỉ còn 100 điểm gốc. Trận chiến kết thúc thì Yusaku cũng tìm ra được vị trí của Clarissa. Cô vẫn chưa đăng xuất khỏi Lingerie. Trên đỉnh tòa cao ốc, Blue Angel và Bara đứng nói chuyện với nhau. Blue Angel nói rằng đây là trận chiến đấu vì cá nhân, cô chiến đấu vì chính mình. Bara mỉm cười và bảo Blue Angel nhìn lên trời. Với một chút lương thiện còn sót lại, Bara đã tạo ra một cơn mưa để lan tỏa vaccine, giải thoát cho tất cả những người bị biến thành Another. Thì ra, sâu bên trong trái tim của Bara, cô cũng chỉ muốn làm cho thế giới tốt đẹp hơn mà thôi. Trong phòng, Yusaku nhận thấy cô ta rời khỏi Lingerie nhưng vẫn chưa đăng xuất. Lúc này, Varys hiện lên trên màn hình, Bara đã bị thanh lý môn hộ. Yusaku nhận ra là vaccine của Bara cũng chưa giải quyết được vấn đề. Chủ mưu của Another vẫn còn một tên khác. Chiến dịch truy quét Playmaker của tổ chức Hà Nội vẫn chưa dừng lại. Tại câu lạc bộ đấu bài, Naoki vẫn giữ ý định vào Lingerie để chiến đấu. Lúc này, không hiểu sao trong bộ bài của cậu lại xuất hiện lá bài Cyber Visa đặc trưng của Playmaker. Ảo tưởng rằng mình được Playmaker lựa chọn làm đồng minh, Naoki lập tức đăng nhập vào Lingerie. Đây là lần đầu tiên Naoki đăng nhập vào thế giới Lingerie. Thế thân của cậu ta là The Brave Butler, vừa vào là nhìn thấy ngay bọn kỵ sĩ Hà Nội. Đã vậy, thanh niên còn khoe lá bài Cyber Visa ra làm Hà Nội tưởng là thật. Trận đấu ngay lập tức bắt đầu. Sau khi rút bài thì mặt ai cũng hiện lên nét tự tin khoe cá tính. Nhưng khi nhìn lại bài trên tay thì toàn quái thú cao sao không thể triệu hồi đặc biệt. Death Hand rồi hai ông có nội ơi. Hên sao còn được một lá ma pháp. Kỵ sĩ Hà Nội đi trước, kích hoạt Hand Destruction. Hai bên người chơi bỏ hai lá trên tay rồi rút hai lá mới. Hà Nội bỏ hai con Steel One Mantis, còn Naoki bỏ hai con Green Baboon Defense of the Forest. Nhìn hai lá vừa rút được, hai người đều có chung suy nghĩ. Thôi xong rồi, trận này dự đoán hài ẻ nha bà con. Kỵ sĩ Hà Nội như đã tìm ra được manh mối, kích hoạt ma pháp A Feather of the Phoenix, bỏ Mantis từ tay xuống mộ, lấy Hand Destruction về đỉnh bộ bài. Kích hoạt sao che, hy sinh 3.000 điểm gốc để hồi sinh 3 Steel Worm Mantis dưới mộ lên sân. Hiến tế 3 Mantis, triệu hồi quái thú 10 sao Steel Worm Hercules. Kỵ sĩ Hà Nội hết lượt. Lượt của The Brave Battler rút bài, lá mà cậu ta rút được là The Cyber Wizard. Cậu ta triệu hồi bình thường Cyber Wizard ra sân. Ngay lúc này, Khan gọi Yusaku đến theo dõi trận đấu. Đây là người thứ ba sử dụng tộc Cyber ngoại trừ Playmaker và Varys. Yusaku cũng lấy Cyber Wizard của mình ra để kiểm tra. Ai nói rằng lá bài của Yusaku đã bị thiếu hụt dữ liệu. Phần dữ liệu bị tách ra chính là con Cyber Wizard của The Brave Battler. The Ray Butler kích hoạt hiệu ứng của Cyber Wizard, chuyển Hercules về trạng thái thủ. Thủ bằng không mới ghê chứ. Cyber Wizard tấn công Steel Worm, kèm theo khả năng đánh xuyên thủ. Điểm gốc của kỵ sĩ Hà Nội trở về không. Trận đấu kết thúc thật là một chiến thắng, chó ngáp phải rồi. Tên Faust của tổ chức Hà Nội và Ken Counter đồng loạt tìm ra danh tính của The Ray Butler, chính là Naoki Shima. Yusaku lo lắng cho cậu bạn này sẽ gặp nguy hiểm. Đúng như dự đoán, tên Faust đã chặn đầu Naoki trên đường đi học, cậu ta đã bị bắt cóc. Cậu ta bị đưa vào trong thế giới Lingerie. Faust biết rằng Playmaker đang quan sát họ nên đã uy hiếp bắt cậu phải đăng nhập vào gặp hắn ngay lập tức. Lúc này, Yusaku nhận ra bàn đấu của mình đã biến đi đâu mất tiêu. Tín hiệu đột nhiên truyền về, thì ra ai đã cải tạo lại bàn đấu. Nó có thêm chức năng máy bay không người lái nữa. Nó đang truy tìm vị trí mà Naoki Shima bị nhốt. Có được vị trí, Yusaku và Khan lập tức lên đường. Trong thế giới ảo, Faust ép buộc The Brave Battler phải đấu speed duel với mình. Ai quay trở lại với Yusaku, cả hai ngay lập tức đăng nhập vào Lingerie. Naoki sẽ ra sao? Yusaku liệu có đến kịp? Hãy đón xem trong tập tiếp theo nhé. Xin chào!